Xin tri ân quý vị khán giả, tri ân mẹ và gia đình, và không thể thiếu tri ân những người anh em thân thiết. Hãy cùng tôi nhìn lại một vài kỷ niệm không thể quên. Miếng cơm với chú, miếng cơm với chú nha. Đa số toàn là nhỏ nhỏ không mẹ, toàn là kêu cùng anh không á, có một số cô chú lớn. Cái chua mẹ. Chua mình mẹ mình ưa đó cái chua ăn đó mọi người. Nhiều khi mình nghĩ lại thì mình cố gắng rất là nhiều mọi người. Những cái comment mà của mấy bạn mà comment tích cực thì mình rất là lấy mình làm kinh nghiệm, mình cố gắng mình quay từng cái clip nó chất lượng hơn cho mọi người. 1 2 hay rồi. Cặp giao thế nào anh? Nín nín thở bằng cái mũi, thở ra bằng cái miệng anh. Chào anh, sao? Cảm giác anh sao? Ngon lắm. Đúng chưa? Mà nó ngon không? Cay mà ok các bạn, cho con uống nha, mình cho vô nó có thuốc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã biết ủng hộ thì mình nha. Bây giờ thì bye bye mọi người nha. Bye bye. Đây là anh Nhân Gà Vlog mọi người. Lúc trước mình có gặp anh một lần rồi. Đó thì ảnh là chuyên làm về mấy mảng tâm linh đồ á. Nếu mọi người mà có ai muốn coi tâm linh đồ thì qua bên anh Nhân Gà Vlog để coi nha. Mình không có chuyên nhiều mình đó. Anh em có gặp nhau ở trong ở chỗ nào anh quên ta? Bình Dương. Bình Dương anh chạy qua đó. Ừ đúng rồi.
Thì Phúc Trọng Vlog là ở Bình Dương, đang công tác ở Bình Dương các bạn. Nhưng mà nhà em của chỗ này chỗ nào vậy Trọng? Ở Lâm Đồng anh. Ở đây Lâm Đồng. Đà Tẻ Lâm Đồng. Đà Tẻ hả? Còn anh chạy, em biết là đi từ mấy giờ không? Mấy giờ? Đi từ lúc 2 giờ rưỡi sáng bắt đầu đi rồi. À, khoảng tầm gần 300 cây chứ ơi. Đó không? Mua nào đấy? Mua lâu rồi, mượn đây gọi được. Mình gần 5 ngày rồi, tức là 4 ngày rưỡi. Hồi nãy giờ nha. Tôi dạ đi tìm chiếc xe tôi đi lấy đồ mà không có xe, nãy giờ tôi tìm hàng chi là ông dắt ra hẻm này đúng không? Vô. Như là mẫu quần đã chạy xuống đâu quan tới xảy ra tôi biết, nhưng mà biết sẽ đang càng sai, không cần quan tâm những điều xảy ra trước mắt. Hy vọng là tương lai không phải chìm trong nước mắt. Đó là từng ơi tưởng tượng mơ mộng từ ôm rồi khi tỉnh mộng ta chỉ thấy mình ok. Đó là từng ơi tưởng tượng mơ mộng từ ôm rồi khi tỉnh mộng ta chỉ thấy mình ok. Hết chưa? Hết. Ủa cái đâu? Đáng hận. Ai Phan chờ mà chờ anh thở chút không? Ngồi cái chạy ấy khỏi đi. Mà chờ anh thở chút. Mệt lắm rồi. Ngồi cái chạy. Thấy đẹp trai không? Quen sao mà mệt mệt nhưng mà vẫn thấy phong độ ngang. Ok. Đó, dấu cho tương lai của mày á. Tờ tiền này là tờ tiền bao nhiêu không? Mà nhìn nữa tờ nhiêu tiền? 500. Chú cảm ơn. Thiệt á hả? Con cho chú thiệt mà. Cảm ơn hả? Dạ. Con cho chú. Chưa. Đi là sống được mấy ngày nữa rồi. Dạ. Đây nè. Thiệt. Dạ. Chú biết cái chai dầu này không? Dầu này dầu Mỹ á. Dạ. Dạ, chai dầu này nếu bây giờ mua ở ngoài là 105.000 chai á. Dạ. Dạ, bây giờ chú ngủ ở ngoài gió mấy thì đêm á chú lấy dầu là chú tha vô bụng vô đồ cho nó chống gió chút. Đây này con tặng chú luôn chai dầu. Chú cũng đắt tiền lắm á. Dạ. Thì nhưng mà con tặng chú. Đủ rồi cả nhà. Cuối cùng sau 3 năm cố gắng và chờ đợi đến cái ngày này, cái ngày mà Kha luôn mong muốn, thì nó đã đến rồi. 100.000 trái tim suốt 3 năm qua mọi người ủng hộ cho Kha. Đến ngày hôm nay thật sự là không còn cái cảm giác nào mà nó vui hơn lúc này nữa mọi người. Ngày hôm nay tròn 100.000 trái tim, cũng là cái ngày cái kênh Kha đăng tròn 600 cái video, cũng là cái ngày mà kênh của Kha có một cái video đạt mốc 1.000.000 lượt xem. Rất là vui luôn. Những cái con số chẳng chòi mà Kha không thể nào mà ngờ được tới ngày hôm nay. Không biết hơn một lần nữa cảm ơn tất cả cô chú anh chị cùng quý Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành với Kha trong suốt thời gian qua nha. Thật sự là bây giờ mừng quá. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Hiện tại là Thép đang đi làm, nhưng mà trên con đường di chuyển thì nghe tin kênh của Huỳnh Kha Vlog đạt được 100.000 sub, Thép rất là vui luôn. Thì Thép quay một cái video hôm nay thì cũng thứ nhất là cảm ơn tất cả khán giả và tất cả Mạnh Thường Quân đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng anh em tụi mình nha. Cũng cảm ơn bạn Kha rất là nhiều trong thời gian đầu, bạn Kha giúp đỡ Thép rất là nhiều luôn nha. Thì chúc mừng Kha đã đạt được cột mốc 100.000 người đăng ký, và cái cột mốc đó là rất là nhiều YouTuber mong đợi. Hy vọng là bạn Kha sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để chúng ta đạt được những cái cột mốc cao hơn nha.
Còn mấy Thảo với Nhi cũng muốn nói gì chúc mừng Kha không? Dạ em cũng xin chúc mừng anh Kha. Chúc mừng anh Kha đã đạt được cột mốc 100.000 người đăng ký. Và đó chính là thành quả của sự cố gắng của anh Thảo. Em chúc mừng anh Kha. Anh Kha đã phấn đấu nỗ lực rất là nhiều để giành được cái nút bạc ba người mong muốn luôn. Chúc mừng anh Kha và mong anh Kha sẽ nỗ lực hơn nữa để tiến xa hơn nữa. Chúc mừng Kha đó, chúc mừng Kha nha. Một lần nữa cả nhóm cô thép chúc mừng Kha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của anh em tụi mình. Bye bye mọi người nha. Bye bye, bye, bye. Xin chào tất cả mọi người, xin chào Kha. Thì hôm nay là Kha đạt được 100.000 sub rồi. Thì đây là một cái thành tích, mà một cái thành quả, một cái thành công mà mình nghĩ là chắc chắn là YouTuber nào cũng thích cái điều này. Thì Huy chúc Kha thật là nhiều may mắn, thật là nhiều sức khỏe và cùng với mẹ trao đến tất cả những niềm vui và tiếng cười đến cho tất cả khán giả. Thì một lần nữa xin chúc mừng Kha. Xin chào tất cả mọi người. Chúc mừng Huỳnh Kha TV đạt 100.000 người đăng ký. Thì team của em cũng chúc kênh của anh càng ngày càng phát triển nhiều hơn nha. Thì cố gắng lên nha. Em hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, những năm sắp tới là anh sẽ lấy được nút vàng nha. Chúc mừng anh. Nhân Gà xin chào các bạn khán giả của kênh Huỳnh Kha TV. Huỳnh Kha TV là một người anh em, cũng là YouTuber của Ninh Thuận. Và tụi mình cũng đã chơi với nhau một khoảng thời gian cũng lâu rồi, và anh em thì cũng có rất là nhiều những cái tình nghĩa với nhau á. Vì vậy mà sau khi mà ngày hôm nay, buổi sáng hôm nay, thì khi mà Nhân nhìn thấy em Kha là kênh chuẩn bị đạt 100.000 người đăng ký rồi mọi người. Làm YouTuber thì cái mốc quan trọng nhất là cái mốc là 100.000 người đăng ký, để minh chứng cho sự cố gắng và nỗ lực của một YouTuber. Đó thì nhân tiện cái video hôm nay mà Nhân làm á, thì Nhân cũng muốn là gửi lời chúc mừng đến em Huỳnh Kha TV. Và cũng như là chúc em ấy là trong thời gian sắp tới là phát triển kênh mạnh hơn nữa. Và một việc cũng quan trọng nữa đó là chúc em Kha sắp tới sẽ lấy vợ nè, rồi sửa nhà cho mẹ nè. Bởi vì mình thấy mẹ của em ấy cực quá mọi người, cũng lớn tuổi rồi mà lúc trước giờ là đi bán vé số. Vì vậy mà Nhân cũng mong muốn rằng là cuộc sống của em Kha sắp tới sẽ được thay đổi và tiến triển hơn so với lại những cái thời gian trước đây mà em ấy và gia đình đã phải bươn chải lăn lộn để mà vượt qua trong cuộc sống. Thì cảm ơn các bạn khán giả đã ủng hộ kênh Huỳnh Kha TV. Một lần nữa thì chúc em Kha sức khỏe. Hôm nay là ngày vui của em Huỳnh Kha. Một ngày không phải là Kha đi lấy vợ mà chính là một ngày đặc biệt. Kênh YouTube Huỳnh Kha Vlog đã đạt được 100.000 subscribe, 100.000 trái tim yêu mến của quý vị. Mình cũng là một YouTuber ở Tây Nguyên, cũng cùng chung một cái niềm đam mê tạo ra những video gửi đến những người xem ở Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới. Những video chất lượng để mọi người có thể là trải nghiệm bên màn ảnh nhỏ khi mọi người chưa có dịp đến với Tây Nguyên và những con người tại nơi này. Qua video ngắn này thì cũng xin chúc mừng cho em Huỳnh Kha đã đạt được 100.000 subscribe và chúc cho em thật nhiều sức khỏe, luôn cống hiến những video chất lượng đến với người xem trong thời gian sắp tới. Chúc em thành công và thành công hơn nữa. Và cũng xin chúc mừng cho những quý vị khán giả bên kênh của em Kha sức khỏe bình an và luôn luôn thành công trong cuộc sống nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào cả nhà trên kênh Huỳnh Kha Vlog. Thì lời đầu tiên thì Gà Lang Thang xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn trên kênh Huỳnh Kha Vlog thật là nhiều nhiều sức khỏe nha. Hôm nay là một ngày đặc biệt của Huỳnh Kha Vlog. Kênh của phòng bạn Huỳnh Kha đã đạt được 100.000 subscribe trên YouTube. Chuẩn bị lãnh nút bạc rồi thì Gà Lang Thang cũng không biết nói gì hơn nữa. Chúc cho bạn Huỳnh Kha Vlog thật thật là nhiều sức khỏe nha. Sắp tới thì lấy vợ với lại đạt được nút vàng trên kênh YouTube. Thì Gà cũng không biết nói gì hơn nữa. Cảm ơn cả nhà trên kênh Huỳnh Kha Vlog rất là nhiều luôn. Hello mọi người, thì hiện tại tâm trạng của mình rất là vui khi nghe được tin thằng em của mình đó là Huỳnh Kha Vlog vừa cán cột mốc là 100.000 người đăng ký và sẽ sớm nhận được nút bạc. Thì sẵn đây mình cũng xin cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua rất nhiều đã đồng hành cùng Huỳnh Kha và ủng hộ Kha. Thì
anh không có gì hơn, chúc Kha sẽ ngày càng phát triển và cố gắng hơn nữa để tiến tới nước vàng. Cố lên Kha ơi. Thì hôm nay là một ngày mà phải nói là rất là vui đối với Kha. Cũng có lẽ Kha nghĩ là cũng rất là vui đối với mọi người, cô chú anh chị cùng với mình Thường Quân và cùng tất cả những anh em đã đồng hành cùng với Kha từ trước tới giờ. Đến ngày hôm nay là tròn 3 năm từ khi là thành lập cái kênh YouTube Huỳnh Kha Vlog này mọi người. Ngày trước là Huỳnh Kha TV, nhưng mà bây giờ là đổi thành Huỳnh Kha Vlog đây. Suốt 3 năm dài phải nói là đăng đẳng luôn, Kha chờ đợi và cố gắng. Đến ngày hôm nay thì nó đạt được cái mốc mà phải nói Kha thật sự mong ước. Và không những riêng Kha mà rất nhiều anh em YouTube khác cũng phải nói là rất là mong muốn cái con số này. Không biết gì nói gì hơn nữa, thì phải nói rất là biết ơn tất cả mọi người. Và đặc biệt là biết ơn tới những người anh em đã đồng hành cùng với Kha ngay từ cái thổ ban đầu. Đặc biệt là Cú Đấm Thép và Sớm Dừa TV. À, và còn rất nhiều anh em phía sau này nữa, những người anh em đã đồng hành và giúp đỡ cho Kha rất nhiều từ cái khi mới bước vào cho đến bây giờ. Phải nói là đến thời điểm hiện tại thì phải nói là tuy là không có kênh thì không có lớn bằng những YouTuber lớn khác, nhưng mà đối với Kha đó là cả một cái quá trình và cả một sự cố gắng, và nhờ sự ủng hộ của tất cả cô chú anh chị. Và phải kể đến không thể quên đó là Quý Mạnh Thường Quân nha. Nhờ có Quý Mạnh Thường Quân ủng hộ cho Kha trên những cái video thiện nguyện thì Kha mới có được một cái ngày hôm nay đó. Và từ cái khi mà Kha tách ra làm một mình thì không thể quên một người đồng hành cùng với Kha nhiều nhất, đó là Vương Phạm TV. Nhưng hiện tại thì Vương đang đi chơi với chú Thanh ở xa rồi, Vương chưa có về kịp. Cho nên video này là làm thiếu Vương. Thì ở đây Kha cũng xin cảm ơn tất cả các anh em luôn. Một cái chuỗi ngày qua là một cái chặng đường khó khăn đối với Kha thì Kha cũng đã trải qua. Và đến ngày hôm nay đạt được cái mốc này, Kha cũng hy vọng là sắp tới Kha sẽ vươn xa hơn nữa. Và mong rằng cô chú anh chị cùng với mình Thường Quân, tất cả anh em bạn bè hãy ủng hộ cho Kha nhiều hơn nữa. Để hy vọng là một ngày nào đó Kha sẽ vươn xa hơn nữa và có thể là đạt được những cái điều mà Kha không thể nào ngờ tới cùng với tất cả mọi người nha. Thì cũng không biết nói gì nữa, bây giờ vui quá mọi người. Ở cái kênh của Kha đây nè, cái ngày mà Kha đạt được 100.000 trái tim của quý vị khán giả cũng là cái ngày mà cái video này đạt được 1.000.000 lượt xem. Cái ngày hôm nay là Kha đăng tròn 600 cái video. 600 cái video không phải là một cái số lượng video đơn giản mọi người, cả một quá trình, cả một sự cố gắng. Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến rồi. Thật sự là mình không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết một lời cảm ơn thôi. Mà không có gì hơn, Kha xin chúc tất cả anh em, bạn bè của Kha từ trước đến nay, đến giờ đã ủng hộ và đã luôn giúp đỡ Kha. Và Kha xin cảm ơn tới quý vị khán giả cùng với mình Thường Quân. Một lời xin chúc tới tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và đừng quên ủng hộ cho Kha nhiều hơn nữa nha. Sắp tới thì đợi khi mà YouTube gửi cho Kha một cái món quà, đó là cái nút bạc về. Thì lúc đó Kha sẽ làm một cái video ăn mừng và mời những anh em tới để ăn mừng cái nút bạc cùng với Kha, cùng với tất cả cô chú anh chị. Bây giờ video Kha xin dừng ở đây. Và qua một ngày mới, xin chúc tất cả mọi người, cô chú anh chị cùng với mình Thường Quân luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Bây giờ xin phép hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.